dành tặng cho các em học sinh lớp giáo âm. Và bây giờ chúng ta cùng đến với phần phát thưởng của học sinh nói trời. Đầu tiên xin được mời các em học sinh của lớp trời 1. 1. Em Vương Ngọc Thiên Kim. 2. Nguyễn Phúc Quỳnh Như. 3.